Xin chào các bạn, lại là mình đây. Một bên kỹ thuật đã quay trở lại với chuyên mục về kỹ thuật. Thì bên mình đang có một mẫu so nọp điều khiển cửa cổng mới. Thì vẫn như thường lệ, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách đấu nối cũng như cách sử dụng bộ so nọp này kết nối cùng với điện thoại để điều khiển được bộ cửa cổng tự động này nhé. Trước tiên mình sẽ giới thiệu qua về một vài thông số của bộ so nọp mới này. Thì với bộ so nọp mới này thì điện áp hoạt động của nó sẽ là dòng DC hoặc dòng AC và điện áp sẽ từ 7 đến 32V. Dòng chịu tải mắc của nó sẽ là 10A. Tương đương với đấy thì công suất hoạt động của con này sẽ là tầm 70W cho đến 320W. Thì ngoài những cái nút nhấn ở trong giao diện áp khi mình kết nối với điện thoại thì ở trên mặt này nó thiết kế sẵn cho mình các nút ở đây, thì bao gồm nút reset, nút R2 và nút R1. Thì nút reset mục đích của nó sẽ là xóa hết tất cả các kết nối với điện thoại trước đây của nó và phát tín hiệu để mình kết nối với điện thoại của mình. Nút R1, R2 này sẽ nhiệm vụ là kích tín hiệu của hai bộ relay ở bên trong này. Đấy. Và ở trên mặt này nó cũng ghi rõ các địa chỉ để mình có thể tiện cho việc đấu nối. Thì ở đầu này, đầu vào sẽ là input và đầu ra ở đây sẽ có các địa chỉ chân gồm NO, COM và NC. Và tương ương với hai relay nó sẽ có 3 địa chỉ chân ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đấu nối và test thử cho các bạn xem nhé. Đầu tiên sẽ tháo hai phần đầu nhựa bịt màu đen này để mình có chổng chân để mình đấu nối vào bên trong tủ điện. Sau khi tháo lắp xong thì bạn có thể thấy đầu vào input nó sẽ có hai cổng ở đây và địa chỉ ghi rõ ràng là ACDC 7 đến 32V. Tương tự thì đầu ra của các chân thì sẽ có 6 địa chỉ tương đương với 6 cổng ở đây. Và mình cũng đã chuẩn bị sẵn các đoạn dây nhỏ để mình đấu nối vào trong bộ tủ điều khiển cửa cổng này. Và sơ đồ đấu nối mình sẽ ghi ở trên màn hình đây, các bạn có thể dựa theo sơ đồ đấu nối để đấu nối rất là dễ. Mình sẽ câu hai dây màu xanh đỏ này vào cấp nguồn ở đây. Và tiếp theo sẽ là các cổng ở đây, thì mình sẽ sử dụng cổng NO, COM và NO và COM. Dây xanh sẽ vào NO. Đỏ vào NO còn lại. Và mình sẽ câu chung dây com và kéo một sợi dây com ra ngoài. Đây là mình đã hoàn thành đấu nối xong. Bây giờ mình sẽ đi vào cấp điện cho bộ nguồn này nhé. Thì đối với cổng tủ điện này rất là thuận tiện, thì bên trong tủ điện ngay vị trí đầu ra của cuộn đồng này nó chính là điện áp 24V AC, thì mình có thể sử dụng luôn điện áp 24V AC ở đây để cấp nguồn cho bộ so nọp. Và các bạn có thể thấy bộ so nọp này khá là nhỏ gọn, mình có thể để bên trong bộ tủ điện này luôn, rất là gọn. Thì ở đây sẽ có 3 đầu dây ra thì tương ứng để điều khiển bộ cổng.
nó sẽ vào vị trí ở phần rắc màu xanh này. Rắc màu xanh này nó sẽ có các địa chỉ chân để mình có thể đóng mở cổng một cánh, cổng hai cánh. Thì tại bộ tủ điện đây, có thể thấy tại vị trí này nó sẽ có một size com và hai size ở trên này. Mình sẽ đấu nối vào vị trí này. Tương ứng với 3 rác ở cuối này nhé. Đây com sẽ là dây màu đen và vị trí chính giữa. Và hai dây đỏ xanh sẽ vào hai vị trí còn lại, một size và hai size tùy các bạn đấu nối. Okay. Như vậy là mình đã đấu nối xong bộ sonop này vào bộ tủ điện. Bây giờ mình sẽ tiến hành cấp điện cho bộ tủ này nhé. Các bạn lưu ý để ý cái đèn ở chỗ sonop này. Khi các bạn cấp điện cho bộ tủ điện thì đèn ở bộ sonop này sẽ nó sáng lên một tí và nó tắt, chứ nó không sáng liên tục. Thì nhiều bạn cứ nghĩ là đèn không sáng thì là bộ sonop này nó bị hỏng, thực chất nó không bị hỏng. Đấy, các bạn có thể test bằng tay để biết được này. Đấy, đèn bật sáng lên đây. Đấy. Đấy, mình có test bằng tay để điều khiển cửa cổng. Đây, bộ relay khác. Ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn kết nối bộ sonop này với điện thoại. Thì đầu tiên các bạn sẽ sử dụng điện thoại vào app Store hoặc là CH Play. Các bạn tìm kiếm vào Via Smart giúp mình. Và logo của ứng dụng là màu nền màu cam và có chữ T ở giữa. Thì bạn tải về. Thì sau khi tải về, các bạn có thể đăng nhập bằng Gmail hoặc số điện thoại của mình và tạo một tài khoản. Thì khi tạo tài khoản xong thì sẽ vào trong giao diện chính của nó. Ở đây sẽ có là màn hình trắng và có chữ thêm thiết bị. Thì các bạn sẽ bấm giữ nút reset ở trên phần sonop ở đây, bấm giữ 5 đến 10 giây để phát tín hiệu. Và sau khi đèn nhấp nháy thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên app nó sẽ hiện luôn phần công tắc wifi ở đây, ở phía dưới chân này, và mình có thể ấn vào màu cam ở đây và mình add. Nếu các bạn đã gạt bỏ qua cái app đấy thì các bạn có thể vào bấm vào thêm thiết bị và add device để thêm thiết bị, thì kéo xuống dưới ở đây nó sẽ có công tắc wifi, các bạn bấm vào đăng nhập wifi của nhà mình. Đăng khâu hay đăng nhập xong thì các bạn sẽ bấm tiếp tục và blink quickly thì nó sẽ quét cho công tắc wifi của mình. Đây, khi sau tầm 5-10 giây nó sẽ phát hiện ra công tắc wifi và nó sẽ tầm mất đến 10-15 giây để nó lưu cái công tắc wifi này vào bên trong cái app của mình đang dùng. Sau khi các bạn đã bấm hoàn tất và app nó sẽ vào giao diện chính của bộ công tắc sonop này thì nó sẽ có hai nút riêng biệt là switch 1 và switch 2. Các bạn có thể bấm ở trên điện thoại và kiểm tra. Bây giờ mình sẽ bấm switch 1 nhé. Đấy. Nó có phản hồi từ tủ. Mình tắt. Bấm dừng. Test thử nút switch 2. Đấy, các bạn có thể thấy khá là bất tiện khi các bạn phải bấm một lần, và để nhả lệnh cho nó thì các bạn phải bấm tắt một lần nữa. Thì để
Trường hợp không cần phải nhả lệnh thì các bạn sẽ vào cài đặt thời gian để nó tự ngắt relay. Thì ở bên dưới nó sẽ có chữ timer ở đây, các bạn bấm vào timer và bấm vào switch 1. Thì ở hàng trên đây nó sẽ có các dòng, các bạn vào ấn vào inching và có dòng dây ở đây, thì các bạn kéo vào 1 giây và gạt thanh gạt để bật sáng. Tương tự switch 2 các bạn cũng cài đặt như thế, vào inching ở trên đỉnh và kéo 1 giây và gạt thanh gạt và thoát ra màn hình chính, và các bạn có thể test thử. Giờ mình sẽ bấm thử switch 1. Đấy, relay nó sẽ tự tắt sau 1 giây mà mình không cần phải bấm lại để nhả relay tiếp. Relay sẽ tự tắt. Đấy, switch 2. Đấy, nó sẽ tự tắt luôn. Okay, bây giờ mình sẽ đấu nối thử hai xi lanh vào để kiểm tra hoạt động của bộ mạch xem có đúng theo nguyên lý của cửa cổng không nhé. Mình sẽ dùng tạm hai xi lanh ở đây bên mình. Okay, bây giờ mình sẽ thử nó mở bằng điện thoại. Đây, on off. Mình sẽ kích hai. Lanh này sẽ ra trước. Và tiếp theo, cái lanh tiếp theo. Dừng. Đảo chiều. Sẽ điều khiển switch 2. Một xi lanh ra. Dừng. Đảo chiều. Trên đây mình đã giới thiệu cho các bạn cách để đấu nối và kết nối điện thoại với bộ son học của bên mình. Mẫu son học này sẽ có rất nhiều ứng dụng khác hay hơn, và các bạn sẽ đón chờ xem, và mình sẽ làm thêm nhiều video hay hơn về các ứng dụng của bộ son học này. Mọi sản phẩm chính hãng của xi lanh điện Movit đều cam kết chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành lên đến 12 tháng và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì cho mình một lượt like, một lượt subscribe cũng như ủng hộ bên mình và đón chờ những video hay hơn nhé. Chúc các bạn làm việc một ngày hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.